Vâng, thưa quý vị, Vân Anh xin trở lại với quý vị trong chương trình Kiến thức tổng quát ngày hôm nay và với sự góp mặt một lần nữa của Dana Võ. Và ngày hôm nay cô Dana đến với chúng ta qua một cái phương diện khác, đó là cô là một chuyên viên địa ốc và sẽ chia sẻ với chúng ta những cái điều cần biết về địa ốc và đời sống của chúng ta. Chào Dana. Chào chị Vân Anh và Dana xin kính chào quý vị ở VNTV. Thì Dana nghĩ người ta sẽ hỏi Dana, ủa tại sao làm nhiều thứ thế? Nhưng thật sự cả cuộc đời của Dana có hai thứ mà Dana lúc nào cũng làm hết. Giống như là hai cái nón mà mình đội á. Cái nón thứ nhất là ở biochemist và rất là into cái skincare để làm cho da mặt mình đẹp. Và cái thứ hai là về địa ốc, tại vì cái đó là một cái gì đó mà nó đưa đến cho Phương Dung. Tại chị Vân Anh nhớ không, lúc mà mình thấy người ta mua nhà, cái Dana cứ cảm thấy thôi nhờ người khác mua, mình lo quá thôi đi lấy cái license mua nhà cho mình. Đúng thì rồi. Sau khi mình mua nhà cho mình xong cái người ta cứ giới thiệu qua giới thiệu lại thì end up lại làm trong nghề địa ốc luôn. Nhưng mà cái này là chính là thật sự là sự đam mê da đẹp, sắc đẹp, đam mê nhà đẹp. Thành ra nó đam mê là một cái nỗi vui đam, cái gì mà có đẹp là Dana rất là mê. Thì trong cái vấn đề về địa ốc thì nó đưa đến rất nhiều cái câu hỏi, nhất là những người những bác Việt Nam già, những người mà giống như là không có những cái kiến thức của cái news và những cái làm sao mà có thể mua, cái thứ nhất mua được đúng một căn nhà cho mình mà không có bị những cái vấn đề mà mất nhà, và cái thứ hai là mượn tiền làm sao để lấy một cái loan mà mình có thể trả được, mà tại vì nếu như mình không trả được mình cũng bị mất nhà, chị Vân hiểu không? Thì cái đó là hai thứ mà Phương Dung thấy nó xảy ra rất nhiều. Tại khi mình tin tưởng một người giúp mình mua nhà và làm loan cho mình mà mình tin tưởng sai thì nó đưa đến rất là nhiều vấn đề, vấn đề buồn nữa. Thì giống như chị Vân Anh thấy 2007 bao nhiêu người mất nhà và bao nhiêu người cũng có những người đã tự tử vì cái đó. Thành ra hôm nay Phương Dung với chị Vân Anh muốn chia sẻ có những cái là mình có thể hiểu được, là giống như bây giờ cái kinh tế thời nay, hiện tại bây giờ, những cái gì mình cần biết về cái vấn đề địa ốc. Trước khi chúng ta đi vào chương trình ngày hôm nay thì Dana có thể chia sẻ với quý vị khán thính giả là Dana đã làm việc trong lĩnh vực địa ốc bao nhiêu năm này? Dana lúc đó là khi mà lấy xong cái bằng master xong, Dana rảnh rỗi lấy cái license real estate để mua nhà cho chính mình thì là 2001. Là Dana đã làm trong vấn đề địa ốc đã trên 15 năm rồi. Vâng. Thì khi mà mình bắt đầu là Dana bắt đầu as a loan officer, là mình làm về mượn tiền cho những người mua nhà. Và tại vì MBA của Dana là về finance, so rất là thích số, cái gì số là rất là thích làm. So cái đó là the first thing là Dana started as a loan officer. Nhưng mà after that, tự nhiên đưa đẩy đến làm realtor thì Dana lại thích làm cái realtor hơn. Vì cái đó nó đem đến một cái niềm vui cho những khách của Dana. Là tại sao? Thì Dana giúp họ tìm được một cái mái nhà nhỏ mà để người ta bắt đầu build những cái kỷ niệm cho cuộc sống gia đình của họ. Thì cái đó làm cho niềm vui cho Dana mỗi đêm khi mình làm những cái đó. Vâng, thưa quý vị, khi mà nói đó là phải an cư thì mới lạc nghiệp, tức đúng là rồi, chúng ta phải có căn nhà rồi. Dạ. Thì chúng ta mới tính đến chuyện là thành công trên cái vấn đề sự nghiệp. Cho nên dù sớm hay muộn, chắc chắn ai trong chúng ta cũng đều có một cái giấc mơ là có một căn nhà. Thì Dana cũng như là rất là nhiều những người chuyên viên địa ốc là người sẽ giúp cho quý vị thực hiện giấc mơ đó. Dana, như vậy thì cái tình trạng địa ốc của chúng ta tại Hoa Kỳ nói chung và tại San Diego thì có cái thời điểm này có phải là cái thời điểm tốt để mua nhà hay không? Thì thực sự ra Dana cũng cần có phải học nhiều thứ lắm, tại vì mình cũng còn trẻ, thành ra có nhiều thứ mình cần phải học hỏi. Thì Dana cũng có những cái may mắn mà làm với những người địa ốc đã trong năm trên 30 năm và đã thấy những cái xuống và những cái lên của cái địa ốc của nước mình hoặc là nước Việt Nam của mình nói chung. Tại vì cái địa ốc khi mà nó ảnh hưởng toàn thế giới chứ không phải chỉ có cái California không. Thì khi Dana nói á, cái vấn đề mua nhà giống như chị nói, an cư lập nghiệp. Lập nghiệp không phải vì cái đó không, mà khi mà mình lấy chồng, lấy vợ đi, mình có nhà thì mình cảm thấy yên lòng để có đúng con rồi. Tại vì khi có con mình nghĩ đến trường cho nó đi học, cái khu tốt, thì cái có nhà rất là quan trọng. Nhưng cái quan trọng đó, Dana cũng nhấn mạnh, mình phải mua cái nhà mà mình có thể trả được. Tại khi mình cứ nhắm mắt mà mua mà trả không được thì cái đó là một cái nỗi lo rất là lớn cho chính mình. Và cái đó là 30 năm để mình dính vô cái nhà, chứ không phải là mình đi mua chiếc xe mà đúng chỉ rồi. Có 1 năm, 2 năm, mà cái này 30 năm. Thì cái địa ốc bây giờ nó cũng khó nói lắm chị Vân Anh. Nhưng khi Dana hỏi ý những người mà trong ngành bao nhiêu lâu thì họ nói khi mình mua nhà mà để mình ở thì lúc nào cũng là thời gian tốt để mua. Tại chị Vân Anh hiểu không, mình đi trả rent thì mình đâu có khai thuế được. Đúng rồi. Khi mình mua nhà,
cộng cách mấy nó vẫn rẻ hơn là mình mướn. Mà cái tiền mà mình trả vô nhà của mình, một phần nó sẽ vô được cái tiền nhà của mình, không phải là cái tiền lời không. Thành ra nếu mà nói về mua nhà ở thì lúc nào cũng là the right time to buy. Nhưng nhớ phải là mua trong đúng cái túi tiền của mình. Thì ở đó giống như nhờ Dana làm bên loan rồi làm bên real estate, Dana always nói với những người khách của Dana, khi mà mình qualify mua một cái nhà nên qualify một cái income thôi. Cái đó là thời xưa người ta làm như vậy đó. Tại vì nếu như một người mất việc thì chị Vân Anh vẫn phải trả tiền nhà được. Nhưng nói đi thì mình cũng nói lại, vì người Việt Nam của mình hoặc là những người châu Á mình sống chung với nhau, chứ không phải như người Mỹ là người ta sống chỉ có riêng gia đình người ta, còn mình là mình sống chị em hoặc là cháu mình hùng vô mình trả tiền nhà. Thì hoặc là người Asian mình mostly là mình làm tiền mặt. Thật ra mình không thể chứng minh được là mình có thể trả tiền nhà, nhưng thực sự mình có thể trả được. Thì bây giờ giống như Donald Trump á, thì ổng propose là đem lại cái stated income. Là chị Vân Anh biết sao stated income là sao? Tức là mình không có ngó cái W2 hoặc là cái tax return nữa, mà mình chỉ estimate cái income của người đó làm thôi, thì nó sẽ làm dễ dàng cho nhiều người qualify để mua nhà hơn. Thì đối với Phương Dung, khi mà cái đó mà được approve á, thì of course khi mà dễ dàng mua nhà hơn thì nhiều người sẽ mua hơn, thì cái demand mua nhà sẽ nhiều hơn, và dĩ nhiên là cái nhà nó sẽ lên. Thì cái đó là cái predict mà ở trong on the real estate professional, khi mà tụi đây là ngồi xuống nói chuyện thì mình nghĩ như vậy. Nhưng mà nó cũng make really good sense, chị thấy không? More demand thì the economy will be better. And also Donald Trump, this is his first election, so he have to make sure the economy doing good so he can get re-elected as well. So that will be a good news for những người mà cần a little help on the qualification of the income. Rất là cảm ơn Dana đã chia sẻ cái yếu tố này. Chúng ta thấy là tân tổng thống Donald Trump của chúng ta mới lên nhậm chức cũng chỉ có 1 tháng thôi, nhưng mà ông đã cho ra rất là nhiều dự luật, và như Dana nói là cái công việc vừa rồi thì theo như là một người chuyên viên địa ốc thì đó là một cái điều tốt cho nền kinh tế của Hoa Kỳ. Yeah, đúng rồi. Và cái thứ hai Dana cũng muốn nói đến cái minimum wages. Họ bây giờ là 10 đồng rưỡi, nhưng mà predict là by 2022 là sẽ lên 15 đồng. Mà chị Vân thấy khi mà cái tiền làm mà nó lên thì cái living cost nó lên, thì làm sao thì những cái demand mà cho nhà cửa này nọ nó cũng sẽ lên. Thì nếu như mình nhìn tổng quát về cái đó thì cái house price nó cũng sẽ rise. Nhưng mà at the end, Dana always nói với khách của Dana, khi mình mua nhà mà ở trong cái khu mà good school, even though cái economy nó affected, cũng không đến nỗi tệ. Tại vì baby boomer ai cũng muốn mua khu tốt để cho con đi học hết. Thì cái đó là cái những cái bí quyết mà mình nhớ. Dana, với cái người mà first time buyer, tức là người chưa mua bao giờ mua nhà lần nào cả, thì Dana nghĩ là có nên mua nhà short sale hay không, và nhà short sale là như thế nào? First time buyer với lại short sale thực sự ra nó không có dính líu đến nhau, nhưng mà Dana sẽ nói, tại vì lúc mà Dana làm 2001 á, là lúc đó là cái real estate nó rất là lớn, nó cao, nó rất là doing very well. 2007 là nó crash, là lúc đó short sale rất là nhiều, thì Dana cũng đã trải qua giúp khách bán nhà short sale for many years. So cái đó cũng là một cái expertise mà Dana đã học được, mà rất rất là hãnh diện để học được những cái đó để giúp cho khách của Dana sau này. Thì short sale á, cái pro là cái gì, cái good của nó là gì? Chị Vân Anh mua được cái giá dưới thị trường. Thành ra khi mình mua nhà xong là mình đã có equity ở trong nhà rồi. Nó rất là tốt. Cái thứ hai nữa là khi mình mua short sale là lender nó approve cái short sale. Thành ra những cái nhà thực sự ra lender nó trả commission cho buying agent, commission for listing agent, trả hết những cái closing cost, thành ra mua short sale nó rất là lợi. Chỉ có cái bất lợi của cái short sale là gì? Nó hơi lâu thôi. Tại vì có những cái short sale nó take cả 1 năm mới approve được. Thành ra nếu như mà chị in a rush mua nhà thì short sale may not be an option. But nếu như mà chị không có in a rush thì short sale actually a very good option to buy. Và với một người mà lần đầu tiên mua nhà thì có nhiều người cũng nói thôi tôi mua, tại vì như vậy thì tôi không có phải trả những cái tiền commission. Nhưng mà theo cá nhân không phải là người chuyên viên địa ốc, Vân Anh cũng thấy là chúng ta nên nhờ một người chuyên viên địa ốc, để tại vì khi mà chúng ta mua căn nhà giống như Dana đã nói là chúng ta giống như stuck với bao nhiêu năm, và chúng ta phải yêu căn nhà đó, phải thích căn nhà đó, và chúng ta cần có thời gian để mà suy nghĩ, để mà chọn lựa. Và tại vì chúng ta không phải là người chuyên viên cho nên chúng ta sẽ không biết được nhiều.
Thành ra quý vị có thể chọn lựa bất cứ người nào mà quý vị cảm thấy là quý vị thích, hoặc là cảm thấy là người đó là một người uy tín, nhưng mà quý vị nên research để mà có một người chuyên viên địa ốc giúp cho quý vị. Thì chúng tôi có số điện thoại của Dana trên màn ảnh để quý vị có tất cả những thắc mắc gì liên quan đến địa ốc cũng có thể gọi cho Dana, và Dana có thể giải đáp tất cả những thắc mắc của quý vị. Dana rất là gladly to help. Thì cái đó là one of the passion của Dana trong cái real estate, là khi mình giúp được trả lời những cái câu hỏi thắc mắc của một người khách thì họ sẽ cảm thấy là cái process mà mua nhà cho họ nó sẽ stress free hơn. Và khi mà stress free như vậy mà gặp một người mà người ta có thể trust, thì giống như chị Vân Anh nói á, you only pay for what you get. Và khi mà mình engage into một cái 30 year mortgage thì cái tiền mà mình trả cho cái commission nó không đáng bao nhiêu, nhưng nó sẽ cho chị ngủ ngon này ha. Và cái thứ hai mình mua được cái đúng nhà, và cái thứ ba mình sẽ giữ được cái nhà, và cái nhà mình nó có cái giá trị. Rồi bây giờ nếu một người đã mua được căn nhà như mơ ước rồi, thì Dana có những cái tips, những cái bí quyết gì khi mà chúng ta bắt đầu bước vào làm chủ căn nhà đó, những cái điều gì nên làm khi mà bước vào căn nhà mà chúng ta đã mua rồi? Nói chung là khi mình nói cái đó thì mình phải để ý đến hai cái. Cái thứ nhất là mình mua nhà fixer upper thì mình phải sửa nhiều hơn. Còn mình mua nhà mà nếu như mà nó đã giống như là maintain very well thì mình không cần phải làm nhiều. Nhưng đối với này nè, để nào ông ấy nói với khách đừng có get too overwhelmed with doing so much to the house when you just bought the house. Tại vì chị phải nhớ là mình đã engage into một cái 30 year mortgage mà chị thấy không, khi mình mượn 500 ngàn over the 30 year mình trả trên cả 1 triệu mấy, gần 2 triệu, đúng không? Nó a lot of giống như là investment into that house. Mà chị Vân Anh thấy khi mình đi làm, even hai người đi làm đi trả thế rồi không có bao nhiêu tiền hết đó, mà mình trả cho mortgage là mình không còn bao nhiêu hết. Thì khi nếu như mình mua một cái nhà mà nó đã giống như là okay to live, it's called ready to move in, mình nên take time to get used to the neighbor. See if you really want to stay there for a long time, then invest into remodel or do anything to the house. Tại vì chị Vân Anh biết ai mua nhà cũng nghĩ sẽ ở đó muôn đời, nhưng bỏ tiền vô sửa cái này sửa cái kia, xong đến lúc bán nó không có giá trị đối với người mua. Tại khi chị sửa, cái ý của chị với cái kitchen này chưa chắc những người mua người ta thích, thì cái tiền nó không có, nó bị mất đi trong tức cái là nhà khoan đi. khoan sửa yeah. Khi nào mình ở rồi, mình thích cái khu đó rồi, mình cảm thấy mình sẽ ở lâu, thì chị bỏ vô những cái gì personally chị thích thì nó sẽ giống như mình sống, mình enjoy được. Còn ví dụ chị sửa tùm lum, mình lúc chị decide tôi bán, mà chị bỏ bao nhiêu tiền mà người ta vô người ta thấy mấy cái đó người ta cũng đập đi, người ta sửa lại thôi, mỗi người một ý. Thành ra khi mình mua nhà xong, cứ take time, enjoy the neighbor, enjoy the house. Rồi nếu như có làm project đi nữa, take one project at a time. Tại có nhiều người khi làm một cái muốn làm cái này nữa, muốn làm cái này nữa, add up is a lot of money. Yeah. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và Dana sẽ tiếp tục trở lại trong những cái chương trình Địa ốc và đời sống chúng ta. Cho nên quý vị có tất cả những cái thắc mắc gì, quý vị cũng có thể liên lạc với Dana. Cảm ơn Dana rất là nhiều. Cảm ơn chị Vân, và cảm ơn quý vị VNTV, và chúc quý vị một đêm hạnh phúc và bình an. Xin kính chào quý vị. Xin chào quý vị.